Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 500.000 đô la tốc cần khâu đến từ sàn CoinSwap. Đây là một phiên bản beta testnet của nó các bạn. Sau này nó sẽ đi vào hoạt động chính thức nha các bạn. Thì chương trình này góp này chỉ dành cho 20 người dùng các bạn. Random hay là gì mình không biết. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà Telegram chat với bot nè các bạn. Thì dự án này là nó hơi phức tạp nên các bạn theo dõi hết video các bạn. Sau khi các bạn click inbox mình bấm start nè. Rồi nó hiện ra một thế này thì bạn bấm vào son bounty các bạn, airdrop nè. Cho bounty các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Sau khi lướt cấp trang xong thì các bạn join kênh group nè. Các bạn join kênh group kênh seller hai kênh luôn các bạn. Sau đó các bạn follow từ Twitter và từ Weibo nè. Các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, các bạn like và các bạn tự tweet lại được rồi. Các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Sau đó các bạn bấm vào một submit tên nha các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram của các bạn nè. Sau đó thì các bạn submit lại đường link profile tại Twitter của các bạn nha các bạn. Sau đó thì các bạn gửi địa chỉ với OKChain, OKT trên với token podcast của các bạn nha các bạn. Hoặc là các bạn tích hợp mạng OKChain vào MetaMask của các bạn bạn. Sau đó các bạn sẽ tiết được tài khoản của mình nè các bạn. Rồi sau đó tiếp tục thì các bạn join vào Discord nha các bạn. Sorry các bạn. Sau đó thì các bạn tải về cho mình một cái app có tên là Token Podcast nha các bạn. Rồi các bạn mở app ra nè. Rồi các bạn mở cái ví Token Podcast ra thì nó có như thế này, giao diện thế này, một là I help account là có một là back up 30k các bạn, còn no account là một tạo tài khoản các bạn nhấp vào mục đầu tiên nha các bạn. Sau đó các bạn lướt xuống nè các bạn bấm vào Add Community Network nè các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn nhấp vào một Add FPT Add nè các bạn. Các bạn gõ cho mình là từ OKT nha các bạn. Nó hiện ra OKT testnet nè, các bạn nhấp vào nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào Confirm nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ có được một cái tài khoản là OKT testnet các bạn nhấp vào nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào một Emonit nè. Rồi các bạn bắt up 12 chuỗi bao mặt trên ví chuột wallet các bạn đã áp mạng OKChain testnet của bạn vào nha các bạn. Thì các bạn nhập 12 chuỗi cụm từ để vào. Rồi, các bạn dán 12 chuỗi cụm từ vào mặt vào các bạn. Đây thì các bạn ghi chữ OKT testnet đi. Đây thì mình demo cho các bạn thôi. Thì các bạn nhập mật khẩu vào các bạn. Ví dụ như một anh đi. 4 số 1. @.com. Xuống đây thì các bạn xác nhận mật khẩu các bạn. Anh 4 số 1. @.com. Sau đó các bạn chấp nhận điều khoản rồi các bạn bấm vào I am wallet nha các bạn. OK, sau khi các bạn vào thì các bạn chưa có cái đồng OKT testnet này, chưa có cái đồng nào các bạn, thì các bạn nhấp vào một OKT testnet nè. Rồi các bạn bấm vào một request nè. Các bạn copy cái địa chỉ này cho mình nha các bạn. Rồi cái địa chỉ này là trùng với cái địa chỉ các bạn khai báo trên bot nha các bạn. Rồi sau đó các bạn join vào link Discord của mình nè các bạn. Đặng mà lấy cái tóc cần OKT nha các bạn. Mình yêu cầu tóc cần OKT cái mạng testnet đó các bạn. Vì mình có làm một cái video tỉ mỉ trên với MetaMask rồi nên nó bị lỗi nên mình làm lại các bạn. Các bạn chấp nhận là mờ nữa các bạn. Rồi các bạn gì dán cái địa chỉ các bạn đã copy trên ví tôi cần pocket đó vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào enter nha các bạn. Và các bạn chờ chút xíu. Rồi các bạn bấm vào mục enter. Trong vòng sau 24 giờ các bạn vô đây các bạn yêu cầu OKT testnet các bạn. Vì mình đã yêu cầu rồi, nó nói 24 giờ mới quay lại sao nè. Sau khi các bạn yêu cầu xong thì các bạn sẽ thấy được trong balance sheet của các bạn sẽ thấy được 10 tốc cần là OKT này testnet nha các bạn. Sau đó thì các bạn copy clean cái sàn CoinSwap nè các bạn. Các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ tôi cần pocket ra nè. Sau đó bạn bấm vào mục decursor nè các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Cái này để tạo thành khoản nè các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn connect nè. Connect với tôi cần podcast nè. Rồi sau khi các bạn connect xong thì balance sheet các bạn là có 10 token OKT nha các bạn. Một token câu này khoảng là 1451 đô cho một token các bạn. Hồi sớm lên đâu 5000 để mình dán mình connect lại. Sang 4000 mấy. Rồi sau khi các bạn connect thì các bạn có 10 token OKT các bạn, các bạn nhấp vào đây nè. Các bạn chọn cái đồng khâu nha các bạn.
Rồi các bạn swap qua bốn cái đồng OKT các bạn. Rồi các bạn swap nè. Rồi các bạn bấm vào cơm phiên swap nè. Bấm cơm phiên nhập mật khẩu vô anh 4.1.0.com. Anh 4.1 a0.com này mật khẩu giả mà. Rồi các bạn bấm vào cơm phiên nha các bạn. Rồi bạn bấm vào club nè. Rồi sau khi các bạn xong xuôi rồi các bạn nhấp vào, các bạn swap qua USDT một mới nữa nha các bạn swap qua USDT 4 nữa nè. Rồi các bạn còn hai nha các bạn, còn hai OKT này để mình làm phí ga nha các bạn. Rồi bấm swap cái nữa nè. Bấm cơm phim swap nè. Bấm vào cơm phim men nhập vào cục quạt mình vào nè. Anh 1234 a cộng chấm cơm. Rồi các bạn vào config nè. Close nè. Submit. Rồi như vậy là balance sheet mình đã có là OKT và USDT và tốc cần khâu nè các bạn. Rồi. Sau đó thì các bạn nhấp vào ba giao dịch cùng tiếp tục nè các bạn. Các bạn bấm vào một liquidity nha các bạn để mình tạo thành khoản các bạn. Rồi. Mình tạo thành khoản để mình đi farm nha các bạn. Thì qua một farm mình coi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Một farm này thì có cặp khâu và USDT thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Bấm liquidity nè. Connect là chứ. Rồi các bạn bấm vào add liquidity nha các bạn. Trên đây thì các bạn chọn cái mục là USDT nè. Dưới đây thì các bạn chọn mục đồng khâu nè các bạn. Rồi chọn mắt nha các bạn. Như các bạn chọn 50-50 đó các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào supply nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào config supply nè. Config payment. Rồi bạn nhập mật khẩu mình vào các bạn. Anh 1234 a0.com. Sớm có làm video trên MetaMask mà nó bị lỗi tiếc quá. Rồi các bạn bấm vào club lại các bạn. Sau khi các bạn tạo thành khoản xong các bạn, rồi các bạn bấm vào một bài anh cùng nè. Các bạn bấm vào một farming nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Ủa chưa connect ta. Dân giao nào ta. Rồi thì các bạn thấy không, tự động nó chạy nè các bạn. Sau khi nó chạy này xong thì các bạn bấm vào một hashtag nè. Là thu nhập của mình đó. Tại vì mình đi farm mà. Còn khi nào các bạn muốn farm thêm thì bạn bấm vào vô cộng nữa tất các bạn. Chọn mắt cái nữa nè. Config. Mình farm thêm mới nữa đi. Anh chứ. Rồi các bạn config nha các bạn. Hoặc là sau khi có cái đồng lãi các bạn bấm vào một hashtag nha các bạn. Hashtag để mình rút về nha các bạn. Rồi sau khi có cái đồng lãi thì bấm vào hashtag các bạn rút nha các bạn. Bấm vào config payment nè. Thu. Ô anh chứ. 4.1 a không. Để các bạn cái này các bạn tạo thành khoản các bạn. Như vậy mới đúng config payment. Vì đây đủ điều kiện yêu cầu của sàn nha các bạn. Rồi gì là xong nha các bạn. Rất là đơn giản nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.